Trong vài năm trở lại đây, Quỳnh Cun đã tạo dựng được chỗ đứng cho mình trong thị trường phim Việt. Nữ diễn viên không chỉ có nhan sắc xinh đẹp mà diễn xuất cũng ngày càng được cải thiện. Ngoài sự nghiệp nổi bật, chuyện tình cảm ở tuổi 29 của Quỳnh Cun cũng khiến khán giả chú ý. Mới đây trên trang cá nhân, Quỳnh Cun đã đăng tải đoạn video mặc cổ phục đỏ lộng lẫy. Gương mặt với ngũ quan thanh tú được trang điểm tinh tế kết hợp cũng phụ kiện càng giúp nữ diễn viên nổi bật hơn nữa. Tạo hình của Quỳnh Cun được nhận xét là giống hệt một cô dâu xinh đẹp. Có khán giả bày tỏ nữ diễn viên chúng ta của 8 năm sau giống như là đang quay video cưới vậy. Dưới phần bình luận, khán giả dành cho Quỳnh Cun vô số lời khen ngợi vì nhan sắc xinh đẹp. Đặc biệt, nữ diễn viên Lã Thanh Huyền đã bình luận rằng cô dâu hào môn. Ngay sau đó, Quỳnh Cun cũng đã để lại bình luận rằng cuối năm sau nhé tỷ. Nhiều khán giả chắc nịch rằng có vẻ như nữ diễn viên chúng ta của 8 năm sau sắp làm dâu hào môn. Chưa dừng lại ở đó, nữ diễn viên Lã Thanh Huyền cũng trả lời bình luận của MC Thái Dũng rằng năm sau sẽ được ăn cưới Quỳnh Cun. Màn tung hứng của ba ngôi sao này càng khiến dân tình dần dần cho rằng sang năm sau Quỳnh Cun sẽ lấy chồng ra thế khủng. Tuy nhiên, danh tính người này đến nay vẫn còn là ẩn số lớn. Thế nhưng, cũng có ý kiến bày tỏ có lẽ Quỳnh Cun và các anh chị thân thiết trong nghề chỉ đang đùa. Mới đây, Quỳnh Cun đã trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Hà Nội Trong Mắt Em. Trong dự án này, nữ diễn viên vào vai vợ của nam diễn viên Huỳnh Anh. Bên cạnh đó, cô cũng tái hợp cùng cô con gái nhỏ Cherian Nhiên sau Đừng Làm Mẹ Cáu và Chúng. Vai diễn này của Quỳnh Cun cũng nhận được nhiều lời khen ngợi, chemistry với Huỳnh Anh tốt. Không cần phải 5 sản phẩm, 4 sản phẩm hay 3 sản phẩm. Ở đây em Nhung chỉ cần mọi người mua cho em 2 sản phẩm là sẽ có giá khuyến mại. Hai sản phẩm nước mắm cút cá cơm được ủ 3 năm giá gốc 400k, em giảm còn 330k và em sẽ tăng kèm một chai mắm tôm trị giá 70k nữa. Là cái combo này sẽ tiết kiệm cho mọi người được 140, hoặc một cái combo nữa là sẽ gồm một chai mắm tôm, một chai nước mắm và một chai mắm tép. Combo này giá 340, em giảm chỉ còn 270k. Nước mắm nhà em chính là nước mắm Ba Làng Thanh Hóa, nước mắm truyền thống Ba Làng Thanh Hóa. Phía sau em chính là biểu tượng nhà thờ của giáo xứ Ba Làng. Đây bà con, mọi người ủng hộ bà con ngư dân bảo đem ở phía góc trái màn hình nhá. Đang có những mã free ship và những mã giá trợ giá rất là yêu thương cho mọi người luôn.
Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.